xin mời tất cả bà con công dân chúng ta khẩn trương ổn định vị trí trên sân. Các người bàn giao người từ trên xuống dưới để bảo đảm giữ gọn đội hình, không để chống đội hình phía trên. Các người bàn giao người từ trên xuống dưới ạ. Hiện tại thì hàng ghế chúng tôi đã bố trí sẵn, do vậy là mọi người để nguyên cự ly giãn cách, chúng ta không chưa dịch cái hàng ghế. Thế và một số bạn trẻ đang ở ngồi ở bãi biển Hawaii nên đang không đeo khẩu trang, đi theo vàng. Không phát biểu gì cả. Ừ, đến người ta phát biểu thôi. Tôi xin nhắc lại là các đồng chí cán bộ nhân viên của ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, các lực lượng dân quân tự vệ, các đồng chí về vị trí sân khấu để chúng ta chuẩn bị vào làm việc. Xin trân trọng kính mời đại biểu của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại Quốc gia Hà Nội, đại biểu ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, lực lượng y tế, công chí đã ổn định vị trí để chúng ta chuẩn bị làm việc. Xin mời bà con công dân chúng ta khẩn trương ra vị trí sân bãi. Đề nghị mọi người hàng ghế chúng tôi đã bố trí sẵn ở trên sân, chúng ta ngồi từ trên xuống dưới để kín đội hình ở trên sân. Baby. À, mình đang ở trong cái chương trình bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung về địa phương. Nếu còn các cháu nhỏ thì có thể mọi người cho các cháu ngồi ở dưới đá phía sau để bảo đảm cho nó mát cho các cháu. Tại Thạch Thất ngày 31 tháng 5 năm 2020. Đây là chương trình bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung về địa phương của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất. Đồng chí Thành, chỉ huy nhà D5 về vị trí sân khấu. Hiện tại còn một số công dân đang ở trên nhà D5, mọi người chưa xuống, để người chúng ta khẩn trương. Các bộ phận phục vụ nhà D5, các ông chí giúp đỡ bà con để chuyển cái hành lý xuống dưới nhà. Hở hang quá. Gì hở hang quá.